Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment kèm hashtag là TGaming để ủng hộ mình, cũng như là tăng cái tương tác ở trong cái video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sáng rồi, dậy thôi mọi người ơi. Núp xin chào mọi người nha. Xin chào. Ôi ôi, mệt quá các bạn ơi. Vừa mới cập bến này. Các bạn thấy không, ngày hôm nay Núp đang ở biển đấy. Đẹp chưa. Wow, đáng đồng tiền bát gạo các bạn ạ. Bỏ ra đống kim cương là đi du lịch ở đây là đẹp luôn. Ủa, thanh niên nào đây? À, Vanh à. Ui, cũng đi biển cơ ạ, xịn phết nhờ. Trời đất ơi. À, đi biển sao? Ở đâu đấy? Ở trọ bên kia à? Úi giời ơi, có tiền không? Cho vay ít đi. Hết kim cương rồi, có tiền không? Hết sạch tiền rồi. Cũng hết tiền á? À, tôi có một cái này. Đâu? Ông hay nhờ mình quên mang cúp nữa. Chết giờ, đang định đi mai đây. Mai kiếm tiền này. À, đi mai á, đây tôi đang có một cái công thức này chế tạo. Công thức gì? Gọi là siêu dài luôn. Đâu, thử chế tạo coi nào, xem dạo này. Xem này, dạo này có đi học đây, lấy bản chế tạo ra đây. Đấy, bản chế tạo đây. Trời ơi, phòng trọ, phòng cách khách VIP ấy, phòng sộp của tôi ấy. Cầm ấy. Ây da, có cúp gỗ à? Ô, cái cúp gỗ này dài dài cái con khỉ gió gì? Bị ngáo à? Phải từ từ chứ. Trời đất ơi. Ờ, đâu, chế tạo của gì? Đây. Đấy, ông vào bản chế tạo đi. Ờ. Xong rồi ông để một cái cúp ở giữa nhá. Một cái cúp ở giữa này. Cúp ở giữa. Rồi một cái thân gỗ à? Hay gỗ ở thanh gỗ ở ngay góc ấy, góc dưới ấy. Ô, có cái quyển sách gì đây? Ui. Wow. À, quả cúp. Ui ui ui. Ai da, ui sao cúp dài hơn bình thường à? Ấy da, có vẻ là xịn sò. Đâu, thử xem mà, hay là chỉ là gọi là ảo giác thôi các bạn ạ. Dạo này là thanh niên này sợ rằng là đi ra nước ngoài nói xạo nhiều các bạn. Đâu, mình thử ra đây đào xem nào. Ô, xong à, đào được cái này. Ui. Ui. Ui, cái này. Ui, xì. Được đấy. Ui, cái này này. Cái này nó mới chỉ là bình thường thôi. Mới bình thường á, thế này nó VIP còn gì, nó còn hơn cả cái cúp kim cương rồi. Ôi dài quá nhỉ. Đâu, dài chế kiểu gì nữa đây? Chỉ cái con. Thôi đây, ở đây được rồi, đây có bàn chế tạo đây, chạy đi đâu. Trời ơi, thanh niên ngáo này. Đâu. Đây, bàn chế tạo đây. Ơ, bàn chế tạo đâu rồi? Thử ra mình chế tạo lại ra hình như tôi... À đây, bàn chế tạo đây. Rồi, để... bây giờ nhá, ông để một cái cúp ở góc trên cùng. Rồi nhá, để tôi chế tạo lại cái cúp gỗ á. Vẫn cúp gỗ à? Cúp gỗ này. Vẫn cái cúp đấy. Ở góc trên cùng này. Sau đó cái gì nữa? Xong rồi, để hai gậy chéo vào đây. Từ từ, để tôi đang thiếu gậy. Rồi, ok. Hai cái gậy chéo này, một cúp góc trên cùng này. Ui! Lại dài hơn kìa. Oh my god. Ui, nó dài hơn. Ui. Wow. Ui. Cái này là cái cúp này là cái cúp kiểu như cúp đa năng luôn các bạn ạ. Thực ra thì không phải cúp đa năng. Ui. Mà là không phải cúp đa năng các bạn ơi, mình biết cái cách hoạt động của nó rồi. Ui, mình chỉ cần nói chung là bất kỳ mình phá cái vật phẩm nào thì các cái block xung quanh nó đều bị phá vỡ. Ồ, bạn thấy không? Ui. Có, nhưng mà cái này ấy nó chỉ chó để làm im nhất. Đào sâu thế nhỉ? Lại còn cái cúp VIP nữa cơ à? Còn một cái nữa. Ủa, xanh cái này là dài lắm rồi mà. Đây này. Ui, các bạn thấy không? Cái này phải dài chắc là 4-5. Cái này bình thường thôi. Còn cái nữa, đầu, dài xem nào. Nè, dạo này ghê ta, dạo này đi học ở đâu ghê ta. Chu toa, đâu, chu toa nào. Bàn chế tạo đi. Lại bàn chế tạo. Ok, chắc là phải chế cái cúp rồi, để mình chế cái cúp đã. Rồi nhá, ngon luôn. Đâu? Đặt một cái... Một cái cúp à? Là này đặt đâu? Đặt cúp. Bàn cúp ở giữa. Trên cùng ấy. À, trên cùng à, rồi. Gậy à? Rồi đặt không. Cái này không phải gậy, gậy tôi chế không được. Block gỗ à? Ok, block gỗ nha. Ui. Gỗ này không được này, thân cây van sâm này không được này. Để nha, mình thử. Gỗ sồi mới được à? Ở đây toàn van sâm, vân sâm, vân xiếc rồi. Ông có gỗ sồi không? Gỗ sồi à? Ô, chết giả rồi. Cây trông chỗ ngôi làng này không có gỗ sồi ạ. À. À. Đi, để tôi thử từ ra đây xem có gỗ sồi không. À, ngôi làng này toàn chơi quả gỗ trồng gỗ ấy thôi các bạn. À, đây gỗ sồi rồi. Toàn gọi là trồng cái gỗ gọi là gỗ màu đen thù lù luôn. Ui, đây có khu mai luôn này. À không, đây không phải khu mai.
Rồi quả này là mình sở hữu cái cúp siêu dài, siêu VIP thế này đi mai thì bá cháy luôn. Đây, thân cây gỗ sồi đã có rồi. Để mình thử chế theo đúng cái công thức của thanh niên gọi là kẻ trộm vanh. Chắc có lẽ rằng đi học được học trộm đây mà. Đâu? Uầy! Oh my god! Siêu dài chưa? Ui, mình phải đứng ra xa để nhìn nó các bạn ơi. Ui, cái này còn dài hơn cả một cái cây. Này, ra đây đo cho các bạn xem này. Wow, trời ơi, nó xịn thế. Ui, cao hơn một cái cây luôn các bạn ơi. Ui, ui, này, cao tít một tắp luôn. Ui, mình phải đứng kiểu gì để nhìn thấy rất rõ nhỉ. Đây, ui. Wow, các bạn thấy không? Mãi tận trên kia. Chị xò con bò đấy. Được. Ui, nhưng mà cái cúc gỗ này làm sao đào được kim cương? Trời ơi. Ui. Thì bây giờ nhá, ta sẽ phải đi mai. Đi mai à? Ừ, wow. Phải đi mai. Này, để tôi chế thêm cái cúp nữa. À, ông có cúp nữa. Đây. Đây. Ô, hai cái này. À, ông có chưa, để tôi chế thêm cái nữa này. Cả hai cũng đi mai. Tôi đó. Tôi chế được. Đây. Đây, tôi nghĩ ra một cái rất hay rồi ông ạ. IQ Infinity này. Từ nhà bè đi xuống đây lấy đuốc, sau đó thì ui, đây có than luôn này. Sau đó nhá. Sau đó nhưng mà tôi hướng dẫn ông này, tôi vừa mới phát hiện ra một cái rất là gọi là IQ vô cực. Đó là chúng ta đặt cây đuốc, và chúng ta chỉ cần phá cây đuốc thôi. Đó, nó vừa đào nhanh mà nó lại vừa gọi là gọn lẹ. Bây giờ đi tìm ấy đi tìm than đi. Đấy, tôi có sắt ở đây rồi. Ui, thế thì là chúng ta nâng cấp được lên cái cúp sắt cũng dài đến như vậy cũng được à? Ui, rồi nha. Bây giờ là mình chế tạo cái cúp bằng đá đó. Đâu, để tôi chế tạo cái đá xem nào. Cái cúp bằng đá chắc là vẫn công thức đấy như thế nhỉ. Ok nhá, ngon luôn các bạn ơi. Ô, đây nhầm. Ui, cúp bằng đá nó cũng dài chà bá lửa. Úi dồi ôi, tưởng là vứt cái cúp này đi. Bây giờ chúng ta đã có được cái cúp bằng đá rồi. Bây giờ là từ để mình lên đây đã. Ui, đây lên đây để chúng ta lấy ít gỗ sồi đã bạn. Xuống đây tí nữa kiếm được kim cương là chúng ta chế luôn. Đó, đâu, Vanh có than chưa? Thôi, đây tôi có cái thuốc nhìn trong bóng tối. Đâu, thực ra thì thuốc nhìn trong bóng tối để giúp chúng ta nhìn thôi. Còn than thì vẫn để chế tạo cái đuốc mà. Đi, xuống đây lấy than này. Ủa, nhưng mà chế tạo... Đây, cho ông biết là tại sao IQ vô cực là đây. Này, cầm lấy cái đuốc đây. Đây, cầm cái đuốc đây. Đây nha, bây giờ nha, hướng dẫn nha. Cầm cái đuốc bên tay này này. Cắm đuốc vào đây này, phá cái đuốc đi này. Thấy chưa? Ok. Rồi, rồi, đã bảo rồi. IQ Infinity lớn nó phải như thế. Bạn thấy không, xịn xó. Ui, cái cúp sắt, à cái cúp đá nó xịn hơn ông ơi. Đáng đồng tiền bát gạo. Đi kiếm sắt đi. Này, đi xuống đây đi cùng nhau này. Đây, mình sẽ xuống đây và mình sẽ cái đường gọi là... Ui, đây, dưới này có than rồi. Dưới này có than rồi, xuống đây đào để nâng cấp lên cái cúp bằng sắt này. Ui. Được đấy nhờ, tôi nha. Ông đào đường nào đấy? Đấy, đào bên này cơ mà. Nhìn thấy cái tên chưa? Ai xuống đây đi. Chạy xuống đây đi. Để tôi chế tạo cái lò nung đã. Ai lò nung đấy các bạn ơi. Mình sẽ chế tạo cái lò nung để mình nung sắt lên nha. Chúng ta chỉ cần 6 sắt thôi. Ông có cái sắt nào không? Có đây. Bỏ vào nung 6 sắt vào mỗi người. Xong rồi tôi chế tạo cho ông cái cúp bằng sắt để đào được kim cương. Chứ cái này tôi nghĩ là chắc cũng chả đào được kim cương đâu. Vứt ra bên này đi. Ui, xịn xò đấy. Wow. Xịn chưa? Hả? Tôi nghĩ là như là đào luôn được kim cương ấy. Đào luôn được á? Đây này, cúp gỗ của tôi đào được. Đúng rồi, nhưng mà phải sử dụng cái gọi là đấy cái cách của tôi bày ra như thế. Thôi, sử dụng cái IQ vô cực thế mới được, nhưng mà thôi tôi thích là đào trực tiếp cơ. Tự tay chạm vào kim cương nó vẫn thích hơn chứ. Đấy. Mà bằng cái cúp sắt là chắc chắn nó sẽ nhanh hơn các bạn ạ. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo luôn cái cúp sắt dài nhất nhá. Chứ không chế tạo gọi là từ gọi thấp đâu. Đây. Rồi, rồi, ngon luôn các bạn ơi. Ui, được của nó luôn các bạn. Rồi, cúp sắt siêu dài rồi. Nào, thích không? Đây, cho ông. Đấy, cúp sắt gia truyền đấy, bảo bối đấy. Đâu, bà sắt đây rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chế thêm một cái cúp sắt siêu dài nữa các bạn. Lần đầu tiên mình thấy cái quả cúp dài kiểu như cái nhà tòa nhà chọc trời ấy. Rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ đi. Bè có sắt rồi, bè chỉ đi đào kim cương thôi. Ây à. Đây. Xuống đây. Học con này bà Lý nhá. Ui, cứ đào xuống thẳng lava. Ui, không biết là cái cúp này có... Cái gì đấy?
Tôi không biết là tôi đang mơ hay là như nào nữa, nhưng mà cái cây cúp phải đào xuyên bedrock. Ui, tôi đang định bảo là không biết cái này có đào được bedrock không đây, nhưng mà nó đào được xuyên bedrock luôn à. Ui, ngon. Ui, xuống xem nào. Xịn đấy. Ui, đào cẩn thận nhá, rơi ra khỏi thế giới là ăn cám luôn đấy. Ui, wow, ấy. Nào, đi kiếm kim cương đi. Tôi hiểu cái cúp này là nhà rồi. Sao? Đào theo một đường thẳng ấy. Kiểu như là mình đào xuống dưới là nó thẳng luôn. Ui. Thẳng tuôn tuôn luôn. Ồ ha. Ui, trên đầu của ấy nhá. Trên đầu của loa bàn. Ái, quay quay quay. Trời đất ơi, thánh thần ơi. Rồi thôi xong. À, mình chạy được các bạn ơi, mình phải chạy sang bên này thôi. Nguy hiểm quá, chắc phải chúng ta phải lên tầng trên các bạn ạ. Mình phải lên tầng trên thôi để chúng ta kiếm kim cương chứ tầng này hiếm lắm. Đây, tầng này là tầng là ngon này. Tầng này là ngon lành này. Cho núp cái này à. Cho cái gì đấy? Ui, kim cương. Ngon. 3 viên kim cương thôi. Chỉ cần 3 viên thôi là núp. Ok, 4 viên rồi. Cho gì đấy? Này, cho núp này. À, táo vàng. Ok, ngon. À, thành niên núp là giàu có các bạn ạ. Rồi. Táo vàng này, bây giờ mình sẽ chế cái cúp kim cương. Ô, kim cương nữa này. Ồ, đâu kim cương nữa. À, nhưng mà tôi có đủ rồi mà. Đây, bây giờ tôi chế cái cúp kim cương đã các bạn ạ. Đó, sau đó thì mình sẽ chế cái cúp kim cương siêu dài. Oh my god. Ui. Nó là thuộc dạng VIP nhất rồi đấy. Ui. Quả này mà in chan nữa thì thôi, chấm hết luôn các bạn. In chan cái tốc độ ấy. À, đây. Tôi đang có 3 cái quyển sách để in chan này. Ui, nhưng mà phải nung sắt đã. Này, ông ở đây ông nung sắt đi. Này, ông nung sắt đi. Để chế tạo cái đe. Có cái đe nữa cơ. Okay. Cái đe là phải cần mấy block sắt ra. Ông có mấy block sắt đấy rồi? Tôi có 25. Ồ, 25 mà nung lên. Ui, cú kim cương đào nhanh lắm. Trời. Cái này còn không cần dùng đến đến cái đuốc cũng được các bạn ạ. Không cần dùng đến IQ vô cực của mình cũng được. Wow. Đây, mình ra đây mình nung sắt. Chế mấy cái lò nung luôn đi. Nhiều càng okay. Nhiều càng ít. Ok. Đây để tôi bỏ thêm vào. Cần tầm 3 block. 3 4 block là hợp lý. Đó, thì chúng ta chế mấy cái lò nung để tôi chế thêm này. Đó các bạn ạ, hộ nhau. Ui. Quả cúp này được đấy, cúp này đáng đồng tiền bát gạo đấy. Ok nhá, nung bên này. Ủa, cái này làm lắm. Đi lấy than đã. Rồi, lấy than đi. Đâu, sau đó mình sẽ chế tạo cái bàn in chan nào. Ui, để nhặt nốt này. Ui, bạn thấy không? Wow, nó dài thật sự luôn ý. Dài một cái mà. Ghê. Cái này bao nhiêu đây? 5 sức tấn công các bạn. Vẫn là sức tấn công đó, nhưng mà được cái là nó dài và nó... Ui, sức công phá rất là ghê gớm. Ui. Cẩn thận nhá, có nhiều lỗ rơi xuống qua bét đắp rồi đấy. Tỉnh lắm. Ui, các bạn ơi, phá mọi cái luôn. Ui, xin chết. Mỗi tội là mình không nhặt được bét đắp rồi. Mình mà nhặt được bét đắp là mình mang về nhà, mình xây nhà bằng bét đắp là thôi chấm hết luôn đấy. Chấp quái vật luôn. Không suy nhê luôn, ok, 15 này. Được 22 sắt rồi. Để mình đào thêm đã. Đào sang bên này đó. Ui. Quá trời luôn. Ui, ngon luôn nhá. Đâu, đủ sắt đâu, mang này tôi chế tạo cái đe cho. Đó, chế tạo cái đe rất là ngon luôn các bạn. 24 này, 26 này, 27 này, 28, 29 này. Đâu? 30 này. 16 này. Đâu? Tôi chế 3 block. Ok, đủ luôn. 30 là đủ luôn. Rồi, à đâu? Thiếu. À đâu? Đủ, quên mất. À, thiếu một chứ. Đây để mình lấy thêm một phôi sắt nữa. Đó. Cứ nhầm 34. Đó, rồi chúng ta có cái đe này. Đâu? Cuốn sách in chan của ông đâu? Xem nào. Đây. Ở đây xem nào. Cho cái cuốn ấy. Nhiều phết nhờ. Thôi mình lấy luôn. Hiệu suất luôn à. Nó có hiệu suất luôn à. Rồi chúng ta bỏ vào in chan này. Hiệu suất này. Wow. Gia tài hay chậm học nhỉ? Lấy gia tài đấy các bạn. Ui, gia tài cần level 7 á. Mình mới level 6. Từ từ nữa nha, để tôi ra đây tôi đào thêm nào. Ui, đào nhanh hơn. Wow, đào nhanh khá là nhiều. Nhưng mà nói chung là nó vẫn không bằng cái IQ vô cực của mình các bạn ạ. Không bằng cái IQ gọi là vô cực đến từ nước. Đấy. Chỉ cần... như không cần chậm học đâu. Bởi vì tôi thấy từ nãy giờ cái cúp này nó không hỏng. Nó như cúp bất tử rồi ấy. Ui, kim cương rơi này. Không bằng cái IQ vô cực của mình ạ. Không, mình cứ đặt đuốc là nó còn nhanh hơn rất là nhiều.
Đó, cái này là dành cho trường hợp là không có đuốc rồi. Wow, xịn sò dã man luôn. Thôi, chắc có lẽ rằng là mình với cả Vanh sẽ tiếp tục đào kim cương các bạn ơi. Đào bao giờ đủ thì chúng ta sẽ quay lại cái khu vực nghỉ mát và ăn chơi đó các bạn. Đó, ui, cảm ơn Vanh là ngày hôm nay đã cho mình biết được một cái công thức chế tạo cái cúp siêu dài VIP nhất ở trong Minecraft các bạn nha. Và nếu các bạn yêu thích những cái cúp này thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye.